Bài giảng về sự sụp đổ của thành Jerusalem. Nhập đề. Luca chương 21, từ câu 5 đến câu 7. Nhân có mấy người nói về đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người: thưa thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Đức Giêsu đáp: anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp: dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay, bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Kính thưa quý bà và anh chị em, hôm nay ngày 24 tháng 11, toàn thể giáo hội trên khắp thế giới sẽ mừng kính lễ các thánh tự đạo Việt Nam. Và giáo hội Việt Nam của chúng ta đã mừng kính trọng thể lễ này vào ngày Chủ nhật thứ 33 thường niên rồi. Tuy nhiên hôm nay giáo hội Việt Nam một lần nữa lại mừng lễ này để nhắc nhở chúng ta là những con cháu của các ngài. Chúng ta hướng đến các ngài để chúng ta sống đức tin của mình theo mẫu gương mà các ngài đã để lại cho chúng ta. Các ngài là những hạt giống của đức tin đã gieo vào lòng đất của Việt Nam này và đã trổ sinh hoa trái. Và chúng ta là những con cháu của các ngài. Chúng ta được thừa hưởng những hoa trái đó. Và ước mong chúng ta hãy sống mạnh mẽ đức tin của mình trong xã hội của Việt Nam ngày hôm nay. Trong số 117 thánh tự đạo Việt Nam mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại Vatican, có một người phụ nữ duy nhất, đó là bà Anne Lê Thị Thành. Bà là mẫu gương cho chúng ta trong việc sống đức tin một cách vui tươi và hăng say, ngay trong những cái khó khăn, thử thách và đau đớn của cuộc đời mình. Lúc bà bị giam trong ngục, bà chịu những cực hình đến nỗi mà đổ máu, máu me đầy những trên chiếc áo mà bà mặc. Thì người con gái út của bà đến thăm bà, thấy vậy thì đau xót lắm. Nhưng bà lại khuyên ngược lại người con gái của mình rằng: con hãy nhìn đi, những vệt máu trên mẹ đây là những cánh hoa hồng rất đẹp để dâng lên cho Thiên Chúa. Và bà khuyên người con của bà hãy trở về nhà và sống đức tin của mình. Và đó cũng là một lời nhắc nhở, một lời khuyên, một lời truyền lại một di sản đức tin cho chúng ta, để chúng ta sống đức tin của mình một cách vui tươi ngay trong những thử thách, bách hại và đau đớn của ngày hôm nay, của một cái xã hội cộng sản vô thần gây ra cho chúng ta, trong những cuộc bách hại đức tin, bách hại tôn giáo, bách hại giáo hội của chúng ta mà họ đã gây nên. Thì trước những cái khó khăn ấy, những cái thách đố ấy,
người tín hữu của chúng ta là những con cháu của các thánh tự đạo Việt Nam. Chúng ta hãy kiên phẫn sống đức tin của mình một cách vui tươi và hăng say để làm chứng cho Chúa trong xã hội Việt Nam của chúng ta.